Chào mừng toàn thể anh em đồng chí đến với kênh Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về lịch sử Việt Nam qua góc nhìn và lời kể gần gũi với giới trẻ. Anh em xem là thích, click là nghiền. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 đã lùi xa hơn 40 năm. Tuy nhiên, nhiều tài liệu gần đây đã giải mật cho ta thấy sự khốc liệt của cuộc chiến. Đã có thời điểm tướng Túc Dụ, Thứ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc từng huênh hoang rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh là đủ để đánh chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Với chiến thuật ngưu đao sát kê, tức là dùng dao mổ trâu để giết gà, 600.000 quân đã tràn sang biên giới nước ta, đi đến đâu là tang thương, mất mát đến đó. Cũng chính vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một lực lượng mà Hồi ức Thời chiến ít nhắc tới, đó là Công an Nhân dân vũ trang, những đơn vị đầu tiên đã nổ súng đánh địch và cũng là những người cuối cùng ở lại bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc biên giới xa xôi. Video ngày hôm nay xin kể về chiến sĩ Công an vũ trang Hoàng Xuân Nở, người đã dùng tay không đánh cho lính tàu khóc không ra nước mắt, đánh cho chúng trích luôn bất phản, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn. Vậy còn chần chờ gì nữa, xin mời anh em đồng chí hãy cùng yên vị enjoy cái video ngày hôm nay của kênh nhé. Đốt sạch, phá sạch, chiếm Hà Nội trong vòng một tuần là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, như lời của một bài hát trữ tình, hoặc chí ít cũng là những vần thơ son sắt thủy chung. Song lịch sử con đường băng giao giữa Việt Nam và Trung Quốc không những quanh co gập ghềnh mà còn vô cùng treo leo hiểm trở như đường vào trái tim crush của tôi vậy. Từ sau khi Ngô Quyền đóng cọc quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt ngót 1.000 năm Bắc thuộc, giành lại nền độc lập cho nước nhà, thì các triều đại phong kiến của Trung Quốc sau đó đã nhiều lần muốn rửa hận, dã tâm cất quân xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh xâm lược đó trước sau đều bị quân dân Việt Nam đánh bại. Những năm 60 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đã vô cùng cam go khốc liệt, thì gã hàng xóm thân thiện của chúng ta luôn lôi kéo Việt Nam chống Liên Xô và làm theo ý của mình, bằng viện trợ và áp lực tại Liên Hợp Quốc. Thế nhưng, những mưu đồ này của Trung Quốc đã thất bại hoàn toàn. Vì vậy, ngay sau đó Tàu đã trở mặt bắt tay với Mỹ chống lại Việt Nam. Ngoài việc cắt đứt viện trợ, căng thẳng thông thường nhằm phá hoại sự ổn định về kinh tế, xã hội, thì Trung Quốc còn dung dưỡng cho Khmer Đỏ chống phá Việt Nam từ phía Tây Nam, tạo nên một gọng kìm hòng bóp chết chúng ta. Điều gì đến thì cũng phải đến, một cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi. Trung Quốc vận dụng chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh, đốt sạch, phá sạch với sự tham gia của hai đại quân Quảng Tây và Côn Minh. Tổng số quân lên đến 600.000 người cùng hàng nghìn phương tiện chiến tranh. Binh pháp truyền thống của quân đội Trung Quốc đã được nhấn mạnh, đó là việc dùng hai đội quân nhằm tập trung biển người để bao vây đối phương từ hai bên sườn, nhằm tiêu diệt từng bộ phận đối phương bằng những trận đánh hủy diệt theo phương thức đánh nhanh rút gọn. Một vị tướng của Trung Quốc tên Túc Dụ đã ngông cuồng tuyên bố sẽ chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Những người đầu tiên nổ súng đánh giặc. Để thực hiện dã tâm của mình, Trung Quốc đã lên kế hoạch tấn công Việt Nam từ rất lâu trước khi tung 6 sư đoàn chủ lực tràn qua biên giới phía Bắc. Bằng chứng là rất nhiều người Hoa đã sang nước ta là người buôn bán, làm ăn, nhưng thực chất là làm tay trong, nội ứng khi xảy ra chiến tranh. Trước khi tấn công vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, rất nhiều gián điệp gốc Hoa đã phối hợp cắt đứt liên lạc, cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Trung Quốc về hoạt động của ta. Ngoài ra, chúng liên tục đưa người sang biên giới để quấy nhiễu, thăm dò ta cả từ trước và sau cuộc chiến. Trong đó có cả lực lượng vũ trang và bán vũ trang. Trong những thời khắc nhạy cảm ấy, chỉ có những lực lượng tại chỗ là Công an Nhân dân, là Công an vũ trang và dân quân là những người đầu tiên đứng lên chặn bước quân thù. Khi cuộc chiến nổ ra, quân Trung Quốc đã tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam có chỗ đến 15 đến 20 km. Dù bị bất ngờ, song chỉ với lực lượng công an vũ trang và quân dân địa phương, Việt Nam đã quả cảm chặn đánh, ghìm chân quân Trung Quốc nhiều ngày. Trước khi lực lượng quân đội chính quy được tăng cường, có những xung đột trước khi chiến tranh thật sự nổ ra, khi mà Trung Quốc cho người sang quấy nhiễu, thăm dò và chính xác ta. Những cuộc xung đột đó, ngày ấy cán bộ chiến sĩ của ta gọi là cuộc chiến đấu không có tiếng súng, bởi vì khi chưa có chiến tranh, thì bên nào nổ súng trước thì bên đó là bên bất lợi. Ta cũng phải thật bình tĩnh, tránh những khiêu khích của kẻ thù xảo quyệt, hạn chế tối đa nổ súng để không cho chúng có một lý do chính đáng xâm lược nước ta. Tay không đấm chết 8 tên lính Trung Quốc. Đồn Công an Nhân dân vũ trang biên phòng Lũng Làn, Mèo Vạc, Hà Tuyên nằm trên một quả đồi rất hẹp, cách biên giới khoảng 600 m. Cán bộ chiến sĩ ở đây thuộc nhiều dân tộc: Tày, Nùng, Mèo, Dao, Sán Chỉ. Mỗi người đều mang những nét đặc biệt của dân tộc mình, nhưng họ đều có cái chung, đó là lý tưởng và phẩm chất của người chiến sĩ. Bởi thế, họ thương nhau như anh em ruột thịt. Chuyện kể về thời điểm giữa tháng 8 năm 1978, một tuần sau khi xảy ra cuộc chiến đấu rất dũng cảm của ba chiến sĩ công an ta chống lại từ 30 đến 40 tên xâm lược Trung Quốc. Nơi đây có một cán bộ công an vũ trang, đó là đồng chí Hoàng Xuân Nở, người đã dùng tay không với võ thuật cao cường đấm chết 8 tên côn đồ của Trung Quốc, đánh bị thương nhiều tên khác và cứu được hai đồng đội khỏi bị địch bắt cóc trong cuộc chiến đấu này. Xuân Nở là người Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, dân tộc Tày. Bản làng nơi anh sống xung quanh có rất nhiều rừng rậm, nhiều thú dữ, hổ vẫn vào bắt trộm lợn, gấu vẫn vào ăn vụng mật ong như cơm bữa. Chính vì vậy, dân làng lúc nào cũng đề phòng, rèn luyện bản thân cường tráng,
tập luyện võ thuật chăm chỉ. Đồng chí Hoàng Xuân Nở là tấm gương điển hình của những chiến sĩ biên phòng dũng cảm và gan góc. Đối với đồng bào các dân tộc ít người đang sinh sống ở đây, họ là những tấm áo giáp đầu tiên góp phần che chở, bảo vệ cho sự bình yên của Tổ quốc. Bên kia suối, cách đồn tiêu của ta không đầy 2 km là đồn biên phòng Lũng Hồ của Trung Quốc. Rải rác quanh đấy là những mái nhà tranh lô nhô của một công xã nhỏ. Mấy năm trước đây, khi tình hữu nghị giữa hai nước vẫn chưa bị chà đạp, dày xéo, mỗi buổi chiều công an biên phòng của Trung Quốc vẫn thường ra ngồi chơi bên bờ suối Lũng Ly trò chuyện, vui cười với công an biên phòng ta, điếu thuốc lá cấu làm đôi, gói kẹo xẻ nửa, quăng qua suối mời nhau. Đồng bào hai dân tộc có thể được phép qua suối thăm hỏi, chơi bời, uống rượu cần, mổ bò, mổ lợn mời nhau trong những dịp cưới xin hội hè. Nhưng từ khi bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh thi hành chính sách thù địch với Việt Nam, mọi quan hệ tốt đẹp đó đều bị chấm dứt. Những họng súng đen ngòm từ đất Trung Quốc chĩa sang Việt Nam, những tên thám báo nham hiểm từ Trung Quốc lén lút đột nhập sang đất Việt Nam để dò la, trinh sát, chui rúc vào tận các bản làng lôi kéo, kích động, mua chuộc, đe dọa, chia rẽ đồng bào các dân tộc. Chúng liên tiếp tiến hành hàng trăm vụ lấn đất khiêu chiến, xuyên tạc, vu khống đường lối chính sách của ta, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của cấp trên. Đồng bào các dân tộc, chiến sĩ công an ta đã đoàn kết chặt chẽ, kiên nhẫn ném căm thù xuống, tìm mọi cách để giải thích, tố cáo những hành động xâm lược thô bạo của chúng. Tuyệt đối không được nổ súng nếu không có lệnh. Nhưng bất chấp thiện chí của ta, kẻ thù mỗi ngày một ngang ngược, một tàn bạo, buộc đồng đội và chiến sĩ của ta phải có cách tự vệ. Rất nhiều cuộc xung đột nhỏ lẻ đã diễn ra, trong đó có trận chiến đấu không cần sức, không có tiếng súng diễn ra quyết liệt tại đây vào ngày 10 tháng 8 năm 1978. Hôm đó, đồng chí Nở cùng hai cán bộ công an vũ trang định đi tuần tra. Anh kể lại lúc ấy sương tan hết rồi, có nhiều nắng rồi. Đến chỗ này thì thấy nhiều người của Trung Quốc, độ hơn 40 người sang suối Lũng Ly, sang phá rẫy làm nương trên đất nước của ta. Chúng mình xuống giải thích, bảo đây là đất của người Việt Nam, người Trung Quốc không được tự tiện làm như thế, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Mấy thằng số đến, trông nó quen lắm, mình nhớ ra rồi, nó là bộ đội biên phòng Trung Quốc đấy. Nó cải trang thành người mèo, cũng cầm dao, cầm búa, cầm rìu như nhiều người khác. Nó sang phá cây, đốt rẫy chiếm đất, mặt chúng nó hầm hầm, nó nói láo, nó văng tục, nó giơ dao dọa chém. Không giải thích được đâu, bọn này muốn đánh ta đây. Mình bảo với Dương Thế, Dương bảo tất cả quay về đồn báo cáo, đồn trưởng cử thêm Sắm và Bình đi nữa. Thế là chúng mình có 5 người. Đến nơi chưa kịp giải thích gì, bọn Trung Quốc đã xông tới định đánh. Căng thẳng rồi, Dương bảo Sắm chạy về đồn báo cáo, còn mình chạy về bản Pìn Lò xin thêm lực lượng của dân quân ra tiếp ứng. Còn lại ba chúng mình, bọn địch quây lấy, tách mỗi người ra một góc. Thấy mình to khỏe hơn, bọn nó bù lại. Một đứa đứng trước mình, nó giơ cao cái búa. Lưỡi búa to bằng bàn tay, sáng loáng bổ thẳng xuống đầu. Mình nhoài người tránh, nó mất đà, bổ luôn vào thằng đứng đằng sau mình. Dòng máu chảy từ trán hắn xuống cằm. Rồi người nó quỵ xuống, nằm sóng xoài chắc là toi rồi. Hai thằng ở hai bên xô vào định khóa tay của mình. Mình gạt thật nhanh, nhảy cao, đạp mạnh vào sườn của chúng nó. Cả hai đứa đều ngã lộn nhào. Lại hai thằng khác từ phía trước xô đến. Mình co hai tay lại, lao toàn thân lên đấm. Cả hai thằng ôm lấy ngực rồi gục xuống. Càng đánh càng hăng máu lên. Mình căm thù chúng nó, thế là mình không sợ chúng nó. Phải đánh thật quyết liệt để chúng nó biết tay công an Việt Nam. Để chúng nó biết rằng đất Việt Nam là của người Việt Nam, không cho phép nó muốn làm gì thì làm. Mình nghĩ thế, chắc Dương và Định cũng nghĩ như mình thôi. Chúng nó xúm đến, dùng gậy đánh mình. Mình nhoài người tránh. Mỗi lần tránh, mình lại đấm hoặc đá vào mỏ ác, vào sườn của một đứa. Gậy chúng nó không đánh chúng mình, lại đánh chúng đứa khác. Một tên to béo vừa xông tới, co chân lên đá hạ bộ mình. Mình xoay nòng khẩu AK xuống đỡ. Nó đá mạnh lắm, mũi súng đâm thủng mu bàn chân của nó. Lủng lẳng, nó kêu ối một tiếng, rồi lăn ra một bụi cây quằn quại. Mệt quá rồi, mình xuống tuấn thở, chúng nó cũng thở, hai bên gườm gườm nhìn nhau. Mình liếc sang Dương và Định, hai đồng chí đánh giỏi lắm, mấy đứa nằm gục đấy rồi. Bỗng một thằng cao to nhảy từ trên mô đất xuống trước mặt mình, mắt nó trắng dã như mắt con chó sói, nắm một tay chắc, khuỳnh ra, một tay cầm con dao nhọn, sáng ánh thép, lưng hơi cúi. À, thằng này có võ thuật đấy, nó là công an biên phòng cải trang đấy, phải cướp dao găm nó, giết nó. Mình nghĩ thế, mình nhớ tới bài võ thầy Kẻ Thị dạy, nó chồm đến, bổ dao găm xuống, mình né tránh gạt mạnh, nó đâm trượt. Bọn chung quanh chỉ đứng xem thôi, chắc nó đợi xem thằng này giết mình thế nào. Được, xem nó giết tao hay tao giết nó. Mình nghĩ thế, nó lại chồm tới, đâm tạt trái. Mình lại né tránh gạt, nó mất đà suýt ngã. Nó tức lắm, mắt đỏ như mắt trâu điên, quai hàm bạnh ra, răng nghiến nghiến. Lần này nó lừa mình miếng lâu lắm, làm ra vẻ đâm bổ thượng, nhưng nó bất ngờ xoay người, vòng tay đâm tạt phải. Mình đoán được mưu nó, mình co chân đá mạnh, con dao văng ra. Mình nhào theo chiếm được, nó chồm đến cướp, lại bị mình co chân đạp thúc vào bụng. Nó ngã lộn một vòng, mình dậy được, nó cũng dậy được. Nó vớ lấy một cây gậy của thằng đứng bên, vung lên bổ xuống đầu mình. Mình tránh được, túm lấy cổ áo nó kéo mạnh, tay kia xốc dao găm vào ngực của nó. Nó chết ngay tại chỗ không ú ớ được câu gì. Mình mệt quá, 11 thằng xô đến, nó tung dây sắn rừng, kéo mình ngã ngửa rồi hò nhau đè mình xuống.
Nó đấm, nó đạp, nó đá vào người mình rồi cướp mất súng, mất đạn của mình. Chúng chói tay mình ra sau lưng. Lúc ấy Sắm và Bình dẫn công an và dân quân ta chạy đến. Bọn nó sợ, cướp 3 khẩu súng rồi chạy trốn mất. Thông tin về sau báo lại rằng hôm ấy 8 thằng của nó chết ngay trên đất ta. Về đến Trung Quốc chết thêm 12 thằng nữa. Những đứa khác bị thương không khỏi, mang tật suốt đời. Chắc chúng nó được một phen kinh hồn bạt vía, không dám mò sang đất nước ta nữa. Câu chuyện kể trên cũng chỉ là một kỳ tích trong vô vàn những chiến công anh hùng của quân và dân ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua. Qua chiến công anh dũng kể trên, chúng ta đã cho Trung Quốc thấy chuyện ảo tưởng chiếm Hà Nội trong vòng một tuần chỉ là giấc mơ ngông cuồng của những kẻ xâm lược. Video của Hồi ức Thời Chiến đến đây là hồi kết. Nếu thấy nó hay và bổ ích, xin mời anh em bấm like và chuông thông báo để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.